Dima, anh đổi vị trí rồi. Đứng ở chỗ cũ đi. Được rồi. Một bước nữa. Tới rồi. Chú ý, di chuyển. Hai linh hai báo cáo. Đang theo dõi mục tiêu. Cự ly 10, cao độ 260, tốc độ 40. Đang theo dõi bằng đài radar đa chức năng. Chiếc camera hành trình của chúng tôi đã không đủ sức theo hết một cuộc tập trận phòng không. Nó đã hết pin giữa chừng và giờ tôi phải quay bằng điện thoại cá nhân. Mục tiêu đã ở trên không. Đầu tiên, chúng ta phải phát hiện và phá hủy nó. Đang theo dõi. Đã rõ. Số 2, cho phép bắn. Khai hỏa, phóng tên lửa. Đang tiếp cận mục tiêu, tiếp cận. Bắn trúng mục tiêu. Mục tiêu đã bị phá hủy. Số 4, số 10, nghỉ. Rùa thì có áo giáp. Lớp vỏ bảo vệ này chính là quà tặng mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho chúng trong hành trình tiến hóa. Nó đã bảo vệ rất nhiều đồng loại của loài vật này trong hàng triệu năm. Không chỉ loài rùa mới cần tới áo giáp, bầu trời nước Nga cũng phải có áo giáp riêng cho mình. Một trong số đó là hệ thống Panzer. Với chức năng bảo vệ binh lính khỏi các cuộc tấn công từ trên không, hệ thống Panzer-S là hệ thống phòng không hỗn hợp gồm cả pháo và tên lửa. Ban đầu được chế tạo với nhiệm vụ bảo vệ các hệ thống phòng không tầm cao như S-300 và S-400. Vì những hệ thống phòng không tầm xa, dù có mạnh nhưng vẫn dễ bị tổn thương trong quá trình cơ động, hệ thống Panzer-S được tạo ra để lấp vào lỗ trống phòng không đó. Hệ thống này có khả năng phá hủy mọi mục tiêu trên không ở cự ly ngắn và trung bình, ngay cả khi đang di chuyển, tham gia nhiệm vụ giữ cho bầu trời nước Nga được an toàn. Một trong những tính năng chính của hệ thống này là nó được thiết kế theo kiểu mô đun. Nói cách khác, mô đun chiến đấu có thể gắn trên bất kỳ hệ thống cơ động nào, có thể là thân xe tải hoặc xe tăng, trên tàu hay trên mặt đất. Hãy xem xét kỹ hơn về mô đun chiến đấu. Nguồn sức mạnh chính của hệ thống Panzer-S là 12 tên lửa phòng không có khả năng phá hủy mục tiêu ở cự ly lên tới 20 km. Thêm vào đó, hệ thống còn được trang bị 2 khẩu pháo tự động với tốc độ bắn tối đa lên tới 5.000 phát một phút. Ngoài ra, chiếc xe phóng này còn giúp kíp chiến đấu cảm thấy dễ chịu với hệ thống điều hòa nhiệt độ trong cả buồng lái và buồng điều khiển cùng với hệ thống giảm số tự động. Đứng cạnh tôi là Stas. Chào Stas. Xin chào. Anh là chỉ huy của những chiếc xe tại đây phải không? Đúng vậy. Có vẻ như xe của anh thiếu hệ thống âm thanh rồi. Chỗ này cần phải gắn một đầu máy DVD, cửa kính điện và ghế ngồi sưởi ấm có massage. Dù sao chúng tôi cũng có cửa kính điện mà. Ồ, vậy các anh chỉnh nó thế nào? À, đây là chỉnh kính phải, bên đây là trái. Đây là loại thân xe 8 bánh Kamaz được thiết kế đặc biệt cho mô đun chiến đấu Panzer. Nó cho phép chiếc xe có thể di chuyển rất nhanh trên các con đường dân sinh, giúp cho hệ thống cơ động dễ dàng. Thiết kế này cũng giúp xe có khả năng chạy trên những địa hình phức tạp, như tính năng của bất kỳ chiếc xe tải Kamaz nào khác, với sự thoải mái của xe cổ hiện đại. Nhờ chất lượng tốt như vậy, nên biến thể dân sự của loại xe tải này cũng được dùng rất phổ biến. Hãy nhìn đồng hồ tốc độ này.
Tốc độ tối đa là 120 km/h. Tôi đã từng lái với tốc độ 110 km/h rồi. Trong lúc hành quân, tất nhiên rồi. Trên đường nhựa hay vượt địa hình? Trên đường nhựa. Vậy trên địa hình xấu thì sao? À, chúng tôi cũng đã thử đua ở địa hình phức tạp rồi. Tốc độ này có thể đạt được là nhờ vào động cơ 400 mã lực. Động cơ này có khả năng gia tốc dễ dàng cho chiếc xe tải dài 11 mét, nặng 30 tấn này, đạt tốc độ lên tới 110 km/h. Có ý kiến là trong thời chiến thì những con đường nhựa có thể bị phá hủy. Tuy nhiên, dù sao thì nó cũng chỉ làm chậm lại chứ không thể cản bước Panzer. Với hệ thống dẫn động cả 8 bánh và 4 bánh trước có khả năng chuyển hướng, chiếc xe này cũng có thể phóng qua địa hình phức tạp với tốc độ 40 km/h. Tôi biết rằng hệ thống này có thể bắn khi di chuyển, đúng không? Đúng, nó có thể khai hỏa khi chạy với tốc độ 30 km/h. Tới 30 km/h ư? Chúng tôi có thể thoải mái phóng tên lửa. Có thể đó là điều làm cho Panzer thực sự đặc biệt. Hiện nay không một hệ thống tên lửa phòng không nào trên thế giới lại có thể bắn khi đang di chuyển cả. Hệ thống phòng không này có hiệu quả cao trên chiến trường là nhờ vào hệ thống dẫn đường và điều khiển tích hợp. Trên thực tế, đó chính là tai và mắt của Panzer, bao gồm những bộ phận cấu thành sau: SOTS, radar cảnh giới, có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly tối đa 30 km, bất kỳ một vật thể nào dài hơn 1 mét, ngay cả khi nó di chuyển với tốc độ siêu âm. MRLS, radar dẫn bắn, bộ phận này sử dụng để phát hiện, theo dõi và bắt bám mục tiêu, cũng như dẫn đường cho tên lửa sau khi phóng. OES, hệ thống quang điện tử, có thể tự động phát hiện và bắt bám mục tiêu ở độ cao cực thấp mà không cần sự hỗ trợ từ radar. Nó có thể làm việc trong điều kiện bị chế áp điện tử hay giúp xe phóng tàng hình trước hoạt động cảnh báo radar của đối phương. Hệ thống Panzer phát hiện mục tiêu nhờ sóng phản xạ điện tử. Anten quay của nó sẽ phát ra bút sóng điện tử hình cánh quạt, cho phép canh giữ liên tục 360 độ theo phương ngang và 80 độ theo phương thẳng đứng. Sóng radio phản xạ khi gặp phải vật thể, có thể là chim hay máy bay, và phản hồi lại trạm radar. Máy tính sẽ phân tích các thông số mục tiêu như tốc độ, kích cỡ, hướng và tính chất đường bay. Dựa trên những kết quả tính toán này, hệ thống sẽ phân loại mục tiêu dựa vào độ nguy hiểm. Tiếp theo, mục tiêu sẽ bị khóa và theo dõi. Có một bộ phận khác của hệ thống sẽ chịu trách nhiệm này. Ngay khi mục tiêu bị phát hiện và khóa bắn, radar mảng pha đa chức năng sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Một tên lửa dẫn đường sẽ được phóng và bay thẳng tới mục tiêu theo cánh sóng điều khiển. Để tìm hiểu xem nó hoạt động ra sao, tôi sẽ thảo luận với Oleg Sestov, thiết kế viên trưởng của hệ thống radar này. Xin chào Oleg, xin chào. Như tôi tìm hiểu thì trạm MRLS giống như một cái lò vi sóng to và rất thông minh. Vâng, nói đây là cái lò vi sóng cũng không hẳn là sai. Tuy nhiên, loại radar này đặc biệt ở chỗ là nó không có loại radar nào trên thế giới có thể hoạt động ở băng 6mm và trang bị thấu kính khuếch đại sóng theo mạc trên anten như nó cả. Loại anten mảng pha này hoạt động tương tự như một thấu kính quang học trên trạm radar này. Sóng vô tuyến sẽ phát ra xuyên qua một loạt các hệ thống thấu kính, nơi chúng sẽ phản xạ và tập trung lại dưới dạng một tia hẹp. Tính năng chính của trạm radar này là nó có thể quét theo góc rộng tới 90 độ. Hay nói cách khác, tia radar này có thể tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào trong góc quét khi cần thiết. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một mảng anten lớn, trong khi mảng nhỏ hơn thì ẩn dưới lớp bọc, đúng không? Nó được sử dụng để làm gì? Hệ thống này có hai radar. Radar thứ hai gọi là radar nạp dữ liệu. Khi một tên lửa phòng không được phóng, nó sẽ chưa bay theo cánh sóng chính của radar chính. Đầu tiên, nó sẽ được theo dõi bởi radar nạp dữ liệu. Dữ liệu chính xác về tọa độ của tên lửa sẽ được radar này thu thập và cấp cho radar chính. Sau đó, radar chính sử dụng nó để lái tên lửa bay về phía mục tiêu. И ведет на цель.
Điều này là cần thiết trong trường hợp radar phát hiện mục tiêu SOTS bị hỏng hay không có mặt của trạm trinh sát phát hiện mục tiêu. Ví dụ, trong trường hợp xe chiến đấu trên được đặt trên trận địa và cánh sóng của MRLS đang chiếu thẳng mục tiêu, do đó tên lửa sẽ chỉ việc bay theo cánh sóng của MRLS. Chúng tôi quyết định sẽ tiến hành một thử nghiệm nhỏ để xem hệ thống Panzer S sẽ xử lý ra sao. Với mục tiêu nhỏ, bay thấp, như chiếc máy bay điều khiển từ xa 4 cánh quạt gắn camera mà chúng tôi có ở đây, nhà sản xuất khẳng định hệ thống Panzer có khả năng phá hủy bất kỳ mục tiêu nào dài hơn 1 mét, bay với tốc độ cận âm hay thậm chí là siêu âm. Không ai dự đoán được thí nghiệm của chúng tôi sẽ cho ra kết quả như thế nào. Giờ chúng tôi sẽ cho chiếc máy bay của mình cất cánh. Nó sẽ bay treo ở độ cao 30 mét. Anten của trạm radar đang xoay, với khả năng phát hiện ra bất kỳ mục tiêu nào bay ở tốc độ tới 1.100 mét một giây và kích thước lên tới 1 mét. Chiếc máy bay của chúng tôi nhỏ và chậm hơn rất nhiều. Ngay bây giờ, nó đang bay treo lơ lửng một chỗ. Thứ này thực tế là rất nhỏ, đường kính không quá 40-50cm. Hệ thống Panzer đã phát hiện ra chiếc máy bay, tháp pháo đã sẵn sàng chiến đấu. Được rồi, Stepa, hãy làm cho tình huống phức tạp hơn một chút. Đưa chiếc máy bay ra gần hàng cây. Sang trái một chút, sang trái. Sóng điện tử từ chiếc Panzer mạnh đến nỗi nó chế áp luôn tín hiệu điều khiển từ xa của chiếc máy bay. Hãy nói xem, Stepa, liệu có sửa được không? Thế đấy, đây chính là hệ thống phòng không của nước Nga, không cần bắn phát nào mà mục tiêu vẫn rơi. Nếu như nói về tên lửa của Panzer theo phong cách giải phẫu học, tầng đẩy chính là đôi chân của nó. Tầng đẩy này cho phép tên lửa bay với tốc độ 1.000 m một giây. Thứ tôi đang cầm trên tay chính là đầu đạn của tên lửa. Trong đầu đạn này có chứa các bộ phận điều khiển, dẫn đường cũng như lượng nổ. Và như các bạn có thể thấy, tất cả công việc trong căn phòng này đều được làm bằng tay. Các kỹ sư đang lắp bộ cấp điện, thiết bị định hướng con quay, cánh lái, ngôi nổ tiếp cận và chạm nổ, cũng như các cảm biến sóng điện từ và laser. Tôi đã ước được nhìn vào bên trong của quả tên lửa để biết nó hoạt động ra sao. Nói ngắn gọn là xem xét từng chi tiết. Do đó, tôi đã gặp thiết kế viên trưởng của loại tên lửa này. Xin chào Vladimir Markovich. Xin chào. Anh chính là người phát minh, là cha đẻ của loại tên lửa này. Vậy hãy cho chúng tôi biết nó được cấu tạo như thế nào, tính năng chính của nó ra sao và sức mạnh của nó đến mức nào. Ở đầu tiên là nếu chúng ta nói về mục đích của quả tên lửa này, loại tên lửa này có thể tấn công tất cả các mục tiêu hàng không, bao gồm máy bay trực thăng, tên lửa hành trình, tên lửa chiến thuật. Làm sao để tên lửa biết rằng nó cần phải bay theo cánh sóng, bộ phận nào hỗ trợ điều đó và trông nó ra sao? Sau khi tên lửa được phóng, nó sẽ bay vào vùng điều khiển như cách chúng tôi gọi. Tên lửa sẽ có những bộ phận điều khiển cũng như một thiết bị thu sóng điện từ, một thiết bị giải mã và anten. Ngoài ra, nó cũng có các cảm biến laser nữa. Vậy thì quá trình dẫn đường là một quá trình đa kênh phải không? Việc sử dụng đồng thời hai kênh điều khiển độc lập, một là sóng điện từ trạm MRLS và một từ camera ảnh nhiệt. Hệ thống kết hợp này cho phép đảm bảo xác suất bắn trúng mục tiêu lên tới 95%. Nhờ vào hệ thống kiểm soát chính xác cao,
chúng ta sẽ có xác suất bắn trúng mục tiêu cao hơn. Đầu đạn của tên lửa có thể được kích hoạt bằng ngòi nổ tiếp xúc, sẽ nổ khi tên lửa chạm mục tiêu hay một cách tự động bằng ngòi nổ cận đích. Tên lửa sẽ phát nổ khi nó ở cách mục tiêu một khoảng cách trước. 7 kg thuốc nổ mạnh được bọc trong một lớp gồm 50 thanh thép đặt sát nhau như hình cái ống. Những thanh thép này lại được bọc trong 50 vòng kim loại. Cách bố trí này rất hữu hiệu khi sử dụng ngòi nổ cận đích. Khi tên lửa bay gần tới mục tiêu, những vòng thép này biến thành một đám mây các mảnh kim loại. Những thanh thép cũng phân tán ra trong một vòng tròn đường kính 7m và bay với vận tốc 2 km/giây. Tôi không muốn nghĩ đến số phận của kẻ xấu số nào gặp phải các mảnh văng này trên không nữa. Tuy nhiên, không một loại tên lửa nào có thể đảm bảo xác suất bắn trúng mục tiêu 100%. Do đó, hệ thống Panzer còn được trang bị thêm một công cụ phòng thủ, được coi là giải pháp cuối cùng. Đó là hai khẩu pháo tự động cỡ nòng 30mm. Mỗi một nòng pháo đều được bọc trong vòng từ. Mỗi khi đạn bay qua các vòng từ này, từ chiều của nó sẽ thay đổi. Tín hiệu sẽ được gửi đến các máy tính để tính toán tốc độ của viên đạn cũng như đếm số đạn bắn ra. Để đạt được tốc độ bắn 2.500 phát một phút ở mỗi nòng pháo, các kỹ sư đã sáng chế ra một hệ thống làm mát bằng hơi nước, cho phép kéo dài tuổi thọ nòng pháo tới 10.000 phát bắn. Một người dẫn chương trình có thể bắn cả tên lửa và pháo ở đâu thì được. Tất nhiên là trong hệ thống huấn luyện mô phỏng rồi. Alexei, đội trưởng đội kỹ sư nghiên cứu sẽ giải thích cho tôi biết cách hoạt động của nó. Hệ thống mô phỏng này có khác biệt gì so với vũ khí thực tế? Hệ thống mô phỏng này có khả năng mô phỏng toàn bộ những chức năng trong xe chiến đấu. Ở đây chúng ta có chỗ của chỉ huy và đây là chỗ của nhân viên vận hành vũ khí. Tất cả các thông tin cần thiết được hiển thị ở đây. Sĩ quan chỉ huy sẽ theo dõi nó và đưa ra quyết định về việc phát hiện và theo dõi mục tiêu à? Đúng, ở đây chúng ta sẽ tiến hành việc phát hiện và theo dõi mục tiêu và cả việc nhận ra mục tiêu. Sau đó các dữ liệu mục tiêu sẽ được chuyển đến cho trạm MRLS và hệ thống quang điện tử. Thứ tôi đang quan sát ở đây là gì thế? Máy bay đối phương à? Đúng, đó là một chiếc máy bay. Vậy tôi có thể nhấn nút bắn không? Được chứ? Và sau đó tên lửa sẽ bay đi. Được rồi, tất cả đã sẵn sàng. Tôi gần như không phải làm gì cả. Đơn thuần chỉ là nhấn nút bắn và tên lửa sẽ bay đi và bắn hạ máy bay địch. Trong điều kiện bị chế áp điện tử hay không thể khóa bắn mục tiêu, người lính vận hành vũ khí sẽ có lựa chọn chuyển sang chế độ bắn bán tự động. Trong trường hợp này, anh ta sẽ phải tự theo dõi mục tiêu và sử dụng Gruppen. Thoạt nhìn, nó giống như một cần điều khiển thông thường, nhưng lính phòng không gọi nó là Gruppen. Được rồi, chúng ta sẽ ấn nút chuyển sang chế độ bắn tự động và theo dõi mục tiêu bằng Gruppen. Chúng ta sẽ theo dõi nó cho đến khi nhấn nút phóng, sau đó vẫn tiếp tục theo dõi mục tiêu. Chúng tôi đã bắt được lưu ảnh của nó, nhưng chiếc máy bay đang trên đường tẩu thoát. Đã tiêu diệt mục tiêu. Theo tôi biết thì hệ thống này có thể hoạt động ở chế độ hoàn toàn tự động đúng không? Chính xác. Vậy là chúng ta chỉ cần lắp tên lửa và ngồi uống cà phê trong khi hệ thống này sẽ bảo vệ bầu trời trước các cuộc tấn công của kẻ địch đúng không? Giờ chúng tôi sẽ cho anh thấy, chỉ cần ấn nút chế độ tự động. Một nút thôi à? Và ngồi ngắm màn hình. Đó quả thực là một vũ khí của tương lai. Bạn không cần làm gì cả. Hệ thống sẽ tự động làm mọi thứ. Vậy là quy trình này sẽ tiếp tục cho đến khi xe phóng hết tên lửa phải không? Phải. Vùng bình nguyên Astrakhan rõ ràng không phải là nơi thoải mái để đến vui chơi. Mặt trời chói chang, nhiệt độ lên đến 40 độ C, không cây cối, do đó cũng không có bóng râm. Thú vật ở đây chỉ có mấy con chuột nang với một đống muỗi đầm lầy. Nhờ tính chất đó mà nơi này được chọn làm bãi thử nghiệm cho lực lượng tên lửa chiến lược của non trẻ từ những năm 1946. Những chiếc xe Panzer đang bắt đầu di chuyển, đồng nghĩa với việc họ đã sẵn sàng. Thật là bất ngờ.
Nhưng đó vẫn là bài bắn mà chúng tôi chờ đợi với tên lửa Saman và máy bay điều khiển từ xa được chọn là mục tiêu mô phỏng. Thêm nữa, mấy anh chàng này hứa sẽ bắn hạ một chiếc máy bay cỡ lớn bằng pháo. Cả 4 chiếc xe chiến đấu tạo thành một tuyến bắn. Chúng tôi đang đợi mục tiêu được phóng. Chúng tôi không biết rằng xe nào sẽ bắn. Theo đúng như tính chất của hệ thống Panzer S, mỗi xe có thể bắn 4 mục tiêu cùng lúc và chúng ta sẽ được tận mắt nhìn thấy ngay bây giờ. Trong số các mục tiêu được sử dụng hôm nay có mục tiêu bay Saman. Thực tế, đây là loại tên lửa phòng không chiến thuật OSA có từ thời Liên Xô. Chỉ có điều, loại mục tiêu này thì không có đầu nổ. Hai xe chiến đấu ở phía xa đã bắt đầu quay tháp pháo về phía mục tiêu. Mục tiêu đã được phóng. Nó sẽ sớm bị phát hiện, pháo bắn và tiêu diệt. Vào lúc này thì tôi rất muốn cổ vũ cho mấy anh chàng đang ngồi trong xe chiến đấu. Họ thực sự rất chuyên nghiệp trong công việc của mình. Họ thực hiện nhiệm vụ rất chính xác và hiệu quả. Và quan trọng hơn là không bao giờ bắn trượt. Trong 2 giây đầu tiên, tầng đầy của tên lửa sẽ hoạt động để tăng tốc tên lửa lên tới 1.300m một giây. Tên lửa có thể duy trì tốc độ siêu âm trong suốt quá trình bay, với tầm hoạt động lên tới 20km. Mục tiêu để bắn có thể bay đủ nhanh với tốc độ 400m một giây. Tuy nhiên, nó không thể thực hiện bất kỳ một động tác cơ động nào. Do đó, có thể coi là mục tiêu khá dễ dàng cho hệ thống Panzer. Hiện giờ đã có 2 mục tiêu được phóng lên. Vào lúc này, chúng sẽ bị phát hiện và khóa bắn. Sau đó, tên lửa phòng không sẽ được phóng. Đây rồi, tên lửa đã được phóng. Phải thế chứ? Mục tiêu đã bị bắn hạ. Chúng ta cần nhớ rằng mỗi tên lửa đều có giá thành rất đắt. Vì thế chúng tôi thật may mắn khi có mặt ở đây ngày hôm nay. Thực tế thì so với các hệ thống phòng không cùng loại, giá thành của tổ hợp Panzer cũng chỉ ở mức trung bình. Các hệ thống tương tự trên thế giới có giá đắt hơn vài lần. Hệ thống Panzer không chỉ có khả năng bắn hạ tên lửa đối phương. Các loại máy bay cỡ nhỏ, cơ động cao thực sự là những mục tiêu rất khó nhằn. Tuy nhiên, nếu Panzer để bắt đến chúng thì chúng sẽ không có cơ hội sống sót nào cả. Tiếp theo, bạn có thể nghe thấy tiếng động cơ đẩy rít trong không khí. Một thiết bị bay không người lái đã được phóng lên. Nó có màu đỏ sáng và khá lớn. Nó đang bay qua phía trên đầu tôi. Có vẻ như là hệ thống Panzer sẽ bắn hạ nó bằng pháo 30mm. Với tầm bắn hiệu quả trong 2km, với tốc độ bắn lên tới 5.000 phát một phút. Thank you.
Khi hai khẩu pháo tự động 2A38M bắt đầu nhả đạn, bạn sẽ có cảm giác không khí quanh mình đặc lại bởi vì áp lực xung quanh dâng cao. Tiếng nổ sẽ lấp đầy tâm hồn bạn bằng nỗi sợ hãi, khiến bạn muốn bỏ chạy và nấp vào đâu đó. Cần nhớ rằng, những khẩu pháo này cũng rất hiệu quả để bắn hạ các mục tiêu trên mặt đất. Tôi có thể nói một điều rằng, bất kỳ kẻ đột nhập nào cũng không được khuyến khích, dù chúng là ai, dám xâm phạm lãnh thổ của nước Nga, đặc biệt từ đường không. Kẻ nào thử làm điều đó sẽ không có bất kỳ cơ hội nào ngoài việc xuống địa ngục, bất kể chúng sử dụng phương tiện nào, trực thăng, máy bay, hay kể cả cưỡi trổi, hoàn toàn không có cơ hội nào.